Tại Việt Nam, mùa hè năm nay được dự báo ảnh hưởng của El Nino pha nóng. Do vậy, nền nhiệt trung bình các tháng từ đầu đến nay đều cao hơn trung bình nhiều năm. Trong đó, từ tháng 3 đến hết tháng 5, nền nhiệt sẽ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 2 độ. Mùa mưa ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ thường bắt đầu từ cuối tháng 4, nhưng năm nay phải đến cuối tháng 5 mới bắt đầu. Theo số liệu ghi được, thì lượng mưa ở Bắc Bộ trong tháng 4 và tháng 5 thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 20 đến 30%. Tại các tỉnh Nam Bộ, tổng lượng mưa trong tháng 4 và 20 ngày đầu tháng 5 ít hơn cùng kỳ các năm 2013-2014 từ 30 đến 80%, có nơi thấp hơn 100%. Hồ chứa Khe Mơ, Sơn Hàm, Hà Tĩnh những ngày tháng 4. Dung tích thiết kế 2 tỷ mét khối, nhưng này đã gần cạn chưa đáy. Hàng nghìn hộ dân ở 3 xã hiện đang rất lo lắng khi sản xuất đều trông đợi cả vào nguồn nước từ con hồ này. Bình nắng em vất vả với không còn nữa, chờ trời mưa. Thường thường các nắng học thì sản xuất đấy thì mình lấy nước từ đâu chứ? Trên đập này chứ mà vừa rồi nắm lấy hàn không còn được. Tính riêng trên địa bàn huyện Hương Sơn có 60 hộ đập lớn nhỏ, nhưng đến thời điểm hiện nay hầu hết đều ở mực nước chết. Một số hộ còn lại lượng tích nước chỉ còn từ 40 đến 60% và đang bơm tưới cầm chừng cho hơn 8.000 hectare lúa xuân. Nói chung hồ đập nhân dân làm ruộng thiếu nước thì cũng là rất khó khăn. Nói chung về sản xuất cái nông nghiệp làm cái cây lúa cây mau thì nói chung là cũng được ổn định vì cái nguồn nước cũng thiếu. Nói chung là theo hàng năm trước thì là cái đầu nguồn là chưa bị chặt phá thì cái lượng nước thì cũng còn sử dụng được nhiều. Nhưng mà đến nay thì chặt phá nhiều, đào sở nhiều thì cái lượng nước trong nông đất thì cũng kém. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, đến nay chỉ có 17 hồ đạt mực nước trên 70%. Đặc biệt có những hồ có dung tích trên 2 tỷ mét khối, chưa có khi nào khô cạn thì nay cũng đã tụt dần xuống mực nước chết. Nguy cơ không điều tiết được mùa vụ, mất mùa xảy ra là điều khó có thể tránh khỏi. Lũ tiểu mãn tháng 5 được coi là cứu cánh duy nhất vào lúc này, nhưng nhiều năm qua cũng không có xuất hiện. El Nino đã khiến những quy luật tự nhiên thay đổi, nắng nóng, hạn hán sẽ còn kéo dài. Nắng nóng kỷ lục, mực nước hồ chứa xuống dưới mức nước chết, cây trồng héo khô, gia súc không có thức ăn và nước uống. Con người kiệt quệ về loại hình thiên tai âm thầm nhưng dai dẳng mang tên hạn hán. Cái trước đây là ở nhà thì trồng lúa thôi, nhưng mà không, bây giờ thời tiết nó nắng hạn thì mình sang đổi là trồng đậu xanh cho nó có thu nhập kinh tế gia đình cho nó cũng đỡ cái phần nào. Đây đã từng là những cánh đồng xanh tươi của bà con nông dân tỉnh Ninh Thuận, nhưng giờ đây chúng bị bỏ không do không đủ nguồn nước canh tác. Coi như là ruộng ở đây năm nay là hạn từ tháng 3, coi là suốt một năm luôn mà chưa có nước mà làm gieo. Dưới cái nóng chói chang ở vùng đất tâm hạn, những người đàn ông này vẫn miệt mài tìm kiếm nguồn nước để cứu vườn nho và đàn gia súc của gia đình. Không chỉ thiếu nước sản xuất mà ngay cả nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt cũng vô cùng khan hiếm. Người phụ nữ này phải mang quần áo đi bộ hơn 5 km để có thể giặt giũ từ nguồn nước tự nhiên còn sót lại. Bữa trước thì lấy nước thì mình lấy nước thì mình bung cái ống thì đi nhà. Bữa nay thì không có nước, tại vì không nước thì hết khô ra. Riêng nước sử dụng cho việc ăn và uống của người dân phụ thuộc hoàn toàn vào nước tinh khiết và nguồn nước cứu trợ của nhà nước. Từ hôm trong năm tới giờ lớn, nước là không có nước. Từ tháng 8 tới giờ luôn à, là tháng 8 thì nó cũng hơi có nước ít theo hồ, mà bữa nay là cái sông suối là dứt điểm luôn, không còn nữa. Hàng ngày thì ngày nào phải có phục vụ nước thì mới có nước xài. Tiêu là ủy ban dân huyện là huy động cả hệ thống chính trị và các cái nguồn lực trên địa bàn để tập trung cho công tác phòng chống hạn.
mục tiêu là không để dân thiếu thức ăn, là không để dân thiếu nước uống và không để học sinh bỏ học, và đảm bảo cho đàn gia súc đủ thức ăn, đủ nước uống. Con suối từng cung cấp nước tưới cho cả cánh đồng ở xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Máy bơm đã đặt sẵn, nhưng giờ cũng chẳng có tác dụng gì. Không còn nước để bơm tưới. Đây là một trong số rất ít ruộng dưa có thể qua được mùa hạn. Nhưng chi phí trồng dưa buộc phải tăng từ 20 đến 30% vì để đưa nước vào ruộng dưa phải qua nhiều chặng bơm tưới. Nếu dưa đạt năng suất cao thì lại cũng chẳng là bao. Từ cái bầu xuống đây, xuống đây rồi bơm lên đây là tức là phải hai đời hai giai đoạn. Như thế thì tốn kém rất dữ hả? Thì tốn kém cái chi phí, nhưng mình giờ mình làm là nó nắng hạn mình phải ráng làm chứ sao. Để không bỏ đất hoang, nông dân phải canh tác trong những tháng này. Nhưng canh tác với những cây trồng cần nhiều nước thì vừa tốn kém chi phí chống hạn, vừa bị thất thu sản lượng. Điều này là khó tránh khỏi đối với những vùng sản xuất như ở xã miền núi Xuân Lãnh. Khoảng 2.000 ha đất sản xuất ở đây đều dựa vào nước trời. Không có công trình thủy lợi, chống hạn là điều không thể.